hệ thống âm thanh loa anh đã có rồi. Anh sắp đổi xe, chiếc xe này là anh đi cũng lâu rồi. Thì sau khi đổi sang xe khác thì Kim có chuyển đồ sang cho anh không? Bác vào uống nước đợi em một chút. Kim chuyển sang cho anh không? Rồi là tiếp theo là hệ thống anh đã có rồi, bây giờ đánh 2 way hay 3 way. Hệ thống nó đã có như vậy rồi thì mình đánh full tip, hay là mình đánh, mình chuyển qua là mình đánh qua phân thần. Tất cả những câu hỏi của các bác thì đều có giải pháp, và đây là một cái mà em chia sẻ với các bác. Xong rồi đấy, anh quay clip xe này. Vâng, rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Hệ thống âm thanh anh đã có rồi, anh xe này là có cái đầu phát rồi, hệ thống âm thanh loa anh đã có rồi. Anh sắp đổi xe, chiếc xe này là anh đi cũng lâu rồi. Thì sau khi đổi sang xe khác thì Kim có chuyển đồ sang cho anh không? Bác vào uống nước đợi em một chút. Kim chuyển sang cho anh không? Rồi là tiếp theo là hệ thống anh đã có rồi, bây giờ đánh 2 way hay 3 way. Hệ thống nó đã có như vậy rồi thì mình đánh full tip, hay là mình đánh, mình chuyển qua là mình đánh qua phân thần. Tất cả những câu hỏi của các bác thì đều có giải pháp, và đây là một cái mà em chia sẻ với các bác. Thì ngoài cái việc mà về phối ghép đồ ra thì nó còn có một cái phần mở rộng về sau này, như có độ bác đổi xe, hoặc là mình sẽ kết hợp giữa đồ đã có và đồ mới. Thì cái này là một là việc đầu tiên là phải đảm bảo về cái mặt an toàn. Thứ hai là mình sẽ đảm bảo về mặt chất âm và hiệu suất của cái bộ lắp mới và cùng bộ cũ. Cái việc thứ ba là phải tối ưu chi phí, làm sao cái chi phí là hợp lý nhất trong cái thời buổi khó khăn này. Đấy, cho nên là trên những cái cấu hình này là em cũng rất là phải suy nghĩ để đem lại một cái giá trị ở về chất lượng âm thanh, cũng như là giảm thiểu về mặt chi phí và phải mở rộng về sau này. Thế đó là một là phải có gần như là mình phải thiết kế bộ âm thanh như vậy. Thì ở đây thì bác chủ đã có một cái đầu phát rồi, rất là tốt rồi, thì mình giữ lại. Thế cho nên là trong cái phần này là em không có trình bày với bác về cái đầu phát. Cái thứ hai là phần âm ly, thì ở đây em sẽ tư vấn là vì là cái bác chủ là trước đây cũng đã trải qua một số cái bộ âm thanh mà nó chưa đạt được tới cái ngưỡng gọi là mình nghe lâu dài. Thì nay em tư vấn lên cái bộ Hetfield Legend là ok, bộ đấy là nghe lâu dài, nghe lúc bán xe luôn là cũng không bán loa, mình chuyển xe khác thì đơn giản. Vâng. Và phần thứ hai là ở đây là em tư vấn cho bác chủ con DPX 16 kênh. Thì con này thì là quá là ưng. Vâng, rất là ưng. 16 kênh ra, 16 kênh vào, rồi là đủ các loại đường ăn chơi, và toàn bộ là không dây hết. Điều khiển không dây cũng như là kéo luôn cả súp. Vâng, như vậy thì cái cục này rất là hay. Và hai là có cả wifi, có bluetooth chuyên minh, và chuyên minh nhạc chất lượng rất là cao, có USB ở đây. Và cái này là đặc biệt có một cái vấn đề nữa rất hay, là bác nào yêu công nghệ thì là cái này nó là OTG. Có nghĩa là khi các bác cắm điện thoại vào đây qua cổng này thì cái cổng này nó lại đóng vai trò là một cái đác. Vâng, thì khi bác đối màn ra coi mà xuất thẳng vào đây qua cổng USB, một số cái màn là nó có cái cổng OTG đây này, bác cắm vào cái thì thành cái đác, thì chất lượng âm thanh là rất tốt. Mình không phải đi cáp quang nữa, bởi vì cáp quang nó bị giới hạn. Thế cho nên là cái phần này là mở rộng luôn, và nó có thể chơi được cái file đi cao nhất. Đấy là về mặt kỹ thuật. Thế nhưng mà nhược điểm của cái âm ly này là đắt 30 mấy triệu. Vâng, cả tay khiển thì kiếc vào nó cũng 37-38 triệu rồi đấy. Thì rất đất đã đỏ, thì bác chủ lại bảo là bây giờ 37-38 triệu thì anh mà đổi xe thì nó hơi phí. Thì vậy thì cấu hình nó lại nằm, nó lại bị thay đổi. Như vậy thì cái này, ông này là bị mặc dù rất tốt, nhưng mà bác chủ rất tiếc là loại bỏ vì giá. Loại bỏ vì giá, cho nên em để tạm sang đây. Đấy, cũng bị loại vì giá. Chứ bây giờ chỉ còn cái hệ thống âm thanh này. Hệ thống âm thanh này thì bây giờ ở đây em có cái này là ưng. Cái này là cái Harmony 410. Thế thì vì đằng trước của mình là 3 way. Đằng trước 3 way là mình 6 loa tất cả. Thì 16 cây thì full tích hết rồi, mình không phải tính nữa. Nhưng mà đến cái này bắt đầu phải tính 2, 4, 6, 8, 10 2 đường vào. Như vậy thì 10 đường tín hiệu. Thì 2 kênh cho tép, 2 kênh cho mid, 2 kênh cho mid bass, và 2 kênh qua tránh sau. 2 kênh sau thì mình có thể dùng xô bơ qua phần tần. Như vậy là đủ kênh. Như vậy thì mình điều khiển được cả hệ thống xe bằng một cái này. Và cái này là Harmony. Tên của Harmony nó là nhà Zapco, nhưng mà thương hiệu con. Thì nó giống như cái Lexus với Camry các bác, nó như vậy đó. Thì cái này là 410, sở hữu là cũng là cùng công suất Class AB. Thì hai Class AB này mình đánh cánh sau. Đấy, còn lại cái này là mình xuất ra một cái âm ly 6 kênh. Đây 6 kênh 2, 4, 6 là mình kéo cái hệ thống loa đằng trước. Như vậy thì với những cái combo như này thì rất là mềm mại và uy lực. Ở đây âm ly này cũng là Class AB. Đấy,
Ông này là Class AB, ông này cũng là Class AB luôn. Thế thì Class là Class AB cho 6 cây. Đây, em quan sát đấy, nặng, khá nặng. Cái này là 100 hoa ăn kênh mà kéo hết cái dàn đằng trước. Nó là 2 tép, 2 mid và 2 mid bass cho cái dàn head belay kia là dư công suất. DSP thì do cái Harmony điều khiển cả cánh sau và cả súp luôn. Thì như vậy là mình có một bộ âm thanh rất là ưng ý. Nhưng sau này các bác nâng cấp thì các bác có thể là đổi sang một DSP chuyên dụng, hoặc là vẫn lại giữ được âm ly này, bởi vì là hiệu suất của Class AB mà lúc nào nó cũng tình cảm ngọt ngào. Thế còn cái loa head belay thì nó rất là nhiều rồi, em bán rất là nhiều rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì vẫn phải chia sẻ với các bác, vì có những bác mà yêu kỹ thuật, yêu khoa học, có nghĩa là các bác vẫn cần một cái lượng thông tin cho cái hệ thống loa này. Loa đây là hai bộ ba way tiền loa, hai loa mid bass màng giấy gân cao su. Ở trên này loa mid cũng là màng giấy gân cao su, loa chép là chép lụa. Thế thì giữa chép lụa màng giấy gân cao su thì nó là một đặc sản rồi, luôn luôn mềm mại và ấm áp. Và cái đôi hạt mule này thì nó có một cái nhược điểm của nó là càng nghe càng hay, và nhược điểm là em không bán được thêm cho các bác thêm đôi loa nào nữa khi mà các bác lên hệ thống này. Đấy là một nhược điểm đấy. Thế còn là trừ khi mà những các bác có thể lên những bộ cao cấp hơn. Rồi em sẽ quay trở lại câu chuyện tiếp theo, đó là con súp. Thì con súp 10TVK3 này thì cái lợi thế của nó là côn mỏng. Lợi thế là côn mỏng và cái số lít rất là ít. Số lít rất là ít. Cho nên là khi là mình sẽ tối ưu được cái khoang lái, à cái khoang đằng sau, khoang cốp. Khoang cốp thì coi như là cái phần mà cái để một cái súp to chỉnh nghềnh, nhiều bác cũng khá là quan tâm về cái mặt thể tích cũng như là cái súp to. Và cái này thì nó cũng mềm mại, đa dạng, mình chơi được nhiều thể loại nhạc và đa phần cũng có uy lực mạnh, cũng có cho mình xúc động được bởi vì nó là súp hơi. Kéo cái âm ly này thì kéo súp này thì mình có một con âm ly của hợt mono kéo cái súp này. Đó, như vậy thì ở đây em chia sẻ với các bác về một cái hệ thống âm thanh rất là nhỏ gọn, tiết kiệm chi phí cho những cái năm mà rất là khó khăn như thế này. Và quan điểm của em là mua được là được. Thế cho nên là các bác cứ mạnh dạn lên. Còn bây giờ thì mời các bác vào khoang trong này, là các bác xem luôn ở trong này thì em đã xe này thì hoàn thiện rồi. Đấy, nổ máy này. Nổ máy chơi luôn. Anh nổ máy luôn. Đó, xe này bây giờ hoàn thiện rồi. Đằng sau là đấu hết rồi đúng không em? Chung. Rồi, hoàn thiện rồi, bây giờ nổ máy là chơi được luôn. Thì ở đây bác chủ đã có sẵn một cái đầu phát của Elby. Cái đầu phát này thì mình hoàn toàn có thể chơi độc lập và có thể chơi được từ USB, từ Bluetooth. Vâng. Đó. Đó. Ở đằng trước là em nói hoàn xong cái hệ thống bagway rồi. Rồi. Ở đằng sau, đây là cái hiệu bộ hiệu chỉnh của J-Audio. Bây giờ mời các bác ra đằng sau. Đây, mời các bác đằng sau. Đằng sau thì ở đây là mình có một cái âm ly Harmony, là sử dụng cái âm ly Harmony 410 thì đại để đảm nhiệm là toàn bộ các cái kênh công suất qua cái âm ly này. Một âm ly kéo súp cũng như là một cái âm ly Zapco Class AB. Và bên này là em có tụ bù và cái L-Pi. Đó, súp hơi thì đằng giữa. Thì còn đây cái khoang cốp để đồ, ví dụ như là cái vali các bác đi. Đây là cái mic của em là vẫn đủ để rộng. Đấy, và hai là cái này là liên quan đến đăng kiểm. Vâng, nếu mà bây giờ mà đăng kiểm khó khăn quá thì người ta xét cái hàng ghế thứ ba thì mình tháo cái cục ra là mình nhấc lên. Đấy, cho nên là mỗi một năm là thiết kế nó lại khác đi. Vâng. Thì em là Kim Kaido, cảm ơn các bác đã theo dõi clip và hẹn các bác trong những clip tới. Vâng.